chào tất cả các bạn như cái đoạn đầu intro video mà các bạn đã xem đấy thì trong video về hướng dẫn sử dụng Premiere Pro CC 2018 hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm intro từ cái tiêu đề video của mình hay còn gọi là intro title trong Premiere Pro thì các bạn thấy rằng cái hiệu ứng này có rất nhiều người đã sử dụng trong các video chuyên nghiệp của mình để hướng người dùng đến cái nội dung video của mình thì để bắt đầu làm cái hiệu ứng intro title này thì các bạn sẽ cần đưa vào cho mình cái video của các bạn nhé sau đấy các bạn sẽ làm nhé Ví dụ như cái đoạn video của mình sẽ lấy một đoạn video mô tả này cho các bạn này. Thì với cái đoạn uh, intro title này các bạn nên làm nó tầm 7 giây là đẹp nhá. Nếu bạn nào muốn chậm thì các bạn làm uh, 9 giây cũng được, hoặc là các bạn nào muốn nó nhanh đấy thì các bạn làm tầm 5 giây được nhá. Thì ví dụ như mình có một đoạn video thế này. Ok thì các bạn thấy rằng cái đoạn intro của mình nó có cái phần là mới đầu thì nó sáng xong nó vào sau nó mờ dần và sau nó hiện cái chữ lên để người dùng tập trung vào cái nổi bật lên cái thay thổ của mình đấy sau đó dần, dần nó lại outside ra nó thoát ra và nó uh, trở về video bình thường mà nó tiếp tục nó chạy video có nghĩa là mới đầu vào thì nó sẽ hiển thị cái thay thổ của mình để người dùng biết đến cái video của mình và sau đấy nó thoát cái thay thổ ra và nó tiếp tục nó chạy cái video của mình các bạn nhé thì với những đoạn như vậy thì mình sẽ chỉnh sửa cho cái đoạn đầu video của mình thì để chỉnh sửa cái đấy thì các bạn nên áp dụng cái chip thì ở cái phần bài trước mình đã hướng dẫn các bạn về chất mềm layer rồi nhá để tạo cái chất mềm layer nó khá đơn giản thôi các bạn sẽ vào cho mình cái mục là điều item tầm này các bạn sẽ chọn chất mềm layer này ở cái phần chất layer này bạn chọn thông số phù video của các bạn nhá mình sẽ ok này mình sẽ kéo cái chất mềm layer sang bên này ví dụ ở đây các bạn sẽ muốn áp dụng cho cái intro của mình nó bao nhiêu giây thì bạn chọn nhá ở đây mình muốn nó tầm 7 giây đúng không thì mình sẽ kéo đến tầm 7 giây đây ok bảy giây không một được nghĩa là mình sẽ có 7 giây nhá mình còn nếu mà các bạn muốn cho cái intro mình nó ngắn hay dài bạn kéo nó vừa với cái cái adjustment đấy để bạn áp dụng nhá sau đấy mình sẽ tác động lên cái phần đã chất này này mà mình áp dụng cái hiệu ứng màu hiệu ứng dâu sần bờ lua cho nó nhẹ cái phần intro lúc đầu đây à, thì để đầu tiên để áp dụng thì mình sẽ sử dụng một cái là cái lumichi color này mình sẽ thay đổi cái phần màu cho video này nhá và mình tác động lên cái chất này nó sẽ không thay đổi cái video và nó chỉ bị và nó chỉ tác động lên ở cái đoạn chất này thôi thì để sử dụng đầu tiên mình sử dụng cái Lumichi Color nha các bạn nào mà không thấy Lumichi Color đâu đấy thì các bạn sẽ chọn vào Windows này các bạn sẽ tìm đến cái Lumichi Color bạn hãy bạn mở nó ra này ở trong cái bảng Windows này nhá à, thì cái này thì tùy sự, sự sáng tạo của các bạn nhé ví dụ như bạn có thể chỉnh sửa các màu sắc khác hay bạn chỉnh sửa các hiệu ứng khác thì đây là cái nhu cầu của bạn ví dụ như bạn có thể dùng blue hay cái gì đấy thì đấy là cái sự sáng tạo của mình nhá À, như ở đây thì mình sử dụng cái này mình hướng dẫn cho các bạn dễ nha. Mình sẽ vào Lumichi Color này. Ở cái phần Basic Collection này mình sẽ muốn ám cho nó một cái màu tin này. Mình sẽ ám cho nó một cái màu hồng rực này. Rồi ở cái phần highlight mình sẽ cho nó tối thêm một chút này. Ok, bạn thấy nhá. Mình sẽ nhớ lấy hai cái này đến nữa mình key phim nhé các bạn nhé. Nhưng cái mà mình đã tác động lên này. Tiếp theo mình muốn tác động một cái nữa là mình sẽ dùng một cái effect nhá. Thì mình sẽ vào effect này. Nếu bạn nào chưa thấy effect thì các bạn có thể vào uh, window Windows. Các bạn sẽ mở cái effect ra. Nó có phím tắt là Shift cộng số 7 các bạn nhé. Còn nếu bạn nào muốn làm việc nó giống mình thì bạn sẽ vào ngay cái bảng làm việc có tên là effect này cho nó ra những cái này luôn nhá. Sau đây mình sẽ gõ lên trên cái công cụ tìm kiếm mà bờ Blue này. Ừ, thì bạn sẽ thấy ngay đây này. Sau đây mình sẽ kéo cái bờ Blue này mình sẽ thả vào trong cái Adjust Manager các bạn nhá. Đấy. Sau đây các bạn sẽ nhìn ra cái bảng Effect Control này để mình chỉnh sửa nhá. Nếu bạn nào chưa thấy bạn tiếp tục vào Windows, các bạn mở cái bảng Effect Control có phím tắt là Shift cộng phím số 5 trên bàn phím nhá ở phần effect control này các bạn sẽ nhớ lấy những cái mà mình đã tác động đấy như màu tin rồi uh, uh, phần highlight đấy đây mình sẽ kéo xuống mình thấy có phần rau sần bờ lua là cái effect mình áp dụng cho cái chất này nè. mình sẽ mở cái bờ nét này này mình sẽ kéo cái phần bờ lua nét này cho nó nhòe cái video mình đi bạn thấy chưa cái đây này để khi nó hiện cái thay thổ mình lên nó sẽ tạo cái thay thổ nó nổi người dùng sẽ quan sát được nhiều hơn đấy sau khi nó thoát cái thay thổ ra thì nó trở về video bình thường bạn nhé uh, sau đấy rồi tiếp tục mình sẽ làm việc ứng keyframe để cho mới đầu là cái đoạn là inside đấy, nghĩa là nó sẽ sẽ từ video sáng nó vào sau nó nó mở dần đi và lúc hiện cái thay thổ mình lên thì nó sẽ mở hẳn đi đến tập trung vào cái thay thổ cho nổi bật đấy. Sau đấy khi nó thoát ra cái cái thay thổ nó thoát nó thoát ra đi ấy thì nó lại sáng cái video dần lên và nó tiếp tục nó hòa vào cái video để người dùng xem tiếp cái video của mình bạn nhé. Thì ở đây thì mình sẽ kéo đến cái phần mình muốn cái phần inside này. Cái intro của mình nó sẽ để là 7 giây đúng không? Thì cái phần inside này mình sẽ làm nó là 2 giây và cái phần outside là 2 giây. À, có nghĩa là hai giây đầu là vào và hai giây hai giây sau là ra còn ba giây ở giữa nó sẽ hiển thị cái thay thổ của mình cho người dùng kịp đọc các bạn nhé à, thì các bạn sẽ cân đối theo cái giây của bạn cho bạn để dài hơn để bạn để tính dài hơn nhé đây mình sẽ để là hai giây này cho cái phần inside à, thì ở đây mình sẽ để phần hai hai phần hai giây này nhé sau bắt đầu mình sẽ dùng cái thuộc tính keyframe này với cái phần uh, blue net này mình sẽ keyframe cho nó một cái đây bạn nhé ok cái phim cái phần hai giây các bạn nhé sau đấy các bạn sẽ kéo lên tiếp tục đến cái phần Lumichi Color này các bạn sẽ vào cái phần Basic Collection mà mình đã chỉnh sửa nhé ở cái phần mình lúc nãy mình chỉnh sửa là mình chỉnh sửa cái màu tin này đúng không mình sẽ ký phim một cái màu tin này ở phần hai giây này và đến cái phần highlight mình cũng chỉnh sửa thì mình sẽ ký phim một phần highlight một cái này đấy mình sẽ có ba cái mình đã chỉnh sửa đúng không thì sau đấy mình sẽ kéo cái con chỗ mình nó về vị trí đầu tiên này đầu tiên là nó vẫn là video bình thường đúng không? Sau nó vào đến vị trí hai giây bắt đầu nó viết mở và nó viết lên cái màu này đúng không? thì mình sẽ reset nó về không này ở phần màu tin nhá, mình sẽ reset này, về không đúng không? đấy nó không còn cái ám dụng màu nữa này nó sẽ tự động nó có kỳ phim đầu tiên này đến cái phần highlight này mình cũng di xét nó về không này đấy thì nó cũng sẽ không còn bị cái ám cái độ tối nữa nhá thì nó sẽ về có một cái kỳ phim ở đây bạn này đến cái phần uh, blue net này mình lại cũng ở vị trí đầu tiên mình sẽ di xét nó về không này đấy bạn thấy này nó sẽ trở về giờ bình thường đúng không thì bây giờ mình sẽ play lại thử cho các bạn xem này đấy đầu tiên nó lại nó vào rồi nó mở dần nó đến tầng 2 giây bắt đầu là nó sẽ mở hẳn đây này cho đến đoạn outside này mình cho đủ 5 giây nhá đây 5 giây đây mình sẽ cho nó 3 giây để nó hiện thị cái title thổ và 5 giây này nó sẽ thoát thoát cái chữ ra đúng không và nó sẽ thoát cái hiệu ứng bị lua màu này ra để nó sẽ hòa vào cái video của mình để mình xem nhá. thì ở đây các bạn tiếp tục bạn sẽ cờ phim tạm cho nó một cái ở cái phần bullet này các bạn sẽ kỳ phim tạm cho nó một cái đây này đấy để nó giữ nguyên nhá. đến cái phần um, highlight này mình lại ghi một cái phim tạm này đến cái phần màu tin này mình đã ghi một cái phim tạm này có nghĩa là nó vẫn giữ như vậy nhá sau đấy là các bạn sẽ kéo đến cái đoạn hết cái đoạn video của mình đây đoạn cuối này để cho nó hòa lại đây thì bạn kéo nạn cuối này nhá sau đấy là mình sẽ lại tiếp tục mình lên cái đoạn màu tin của mình nó mình lại reset nó về không này đấy nó không còn màu tin nữa này highlight này mình reset nó không để cho nó sáng lên này và luôn nét này mình lại reset xét về không này đấy cho nó trở về video bình thường nhá Đấy bắt đầu là mình sẽ có này các bạn sẽ có được một cái đoạn này đầu tiên là nó vào nó tối dần sau nó nhòe đi nhá sau nó hiện cái thay thổ lên sau đấy rồi nó lại dần dần nó thoát ra nó sáng và nó hòa cùng cái video của mình và nó tiếp tục nó chạy cho người xem có nghĩa là ở đây là các bạn làm theo ứng inside outside và nó vào nó sẽ tập trung vào cái in vào cái thải thổ của mình để người dùng tập trung vào sau đấy dần dần nó lại thoát ra nó sáng dần lên đấy ok khi đó mình đã xoa được xong được cái bước đầu tiên cho cái phần uh, chất mà rồi nhá thì các bạn sẽ tiếp tục đến cái hiệu ứng tiếp theo là mình sẽ viết chữ đúng không thì các bạn sẽ đối với các bản CC 2017 đấy thì trở xuống này thì các bạn sẽ chọn vào trong phần new title đoạn viết nhá nhưng đối với cái, cái bản 2018 này thì các bạn sẽ viết trực tiếp luôn lại giống như bài mình hướng dẫn các bạn đấy thì các bạn sẽ chọn vào công cụ type tool này các bạn sẽ click lên một cái điểm trên cái màn hình mà các bạn cần viết chữ đây đây ở đây mình sẽ kích vào đây mình viết thì với cái chữ đầu tiên này thì mình sẽ viết cái chữ là intro thay thổ bạn nhé mình sẽ mở caps lock này mình viết này in này show này sau đấy rồi các bạn sẽ mở cho mình cái bảng Excel Graphic này nếu bạn nào chưa thấy thì bạn sẽ lại vào Windows các bạn mở cho mình cái Excel Graphic ở trong cái Windows này đây mình sẽ mở Excel Graphic ra Đây mình sẽ có để mình chỉnh sửa chữ đấy cái này mình đã hướng dẫn các bạn rồi nha. nếu bạn nào chưa biết thì các bạn có thể quay lại xem cái bài về cách viết chữ trong Premiere Pro CC 018 nhé ở đây thì mình sẽ căn này mình căn giữa này trái phải này căn giữa trên dưới này để cho cái chữ của mình nó vào giữa đây sau đấy là các bạn sẽ có thể quét chọn để chỉnh sửa cái chữ của mình ví dụ như các bạn có thể chỉnh phun chữ cho nó này ở đây thì các bạn có thể thay phun chữ cho nó đẹp hay không tùy các bạn thích phun chữ nào nhé ở đây mình ví dụ như cái chữ đầu tiên mình muốn sử dụng là phun area này nhé. nhờ hiệu ứng chữ đậm chữ nghiêng này thì cái chữ đầu tiên này mình muốn dùng chữ đậm nhé bạn nhé và ở đây mình có thể căn rất nhiều thứ này trong các bạn chỉnh sửa đấy và nó có hiệu ứng giãn chữ nữa này ở đây mình sẽ cho cái chữ này thường thường những cái thay thổ này bạn nên cho nó giãn chữ ra nhé chứ mình đừng có để nó đơn nó bình thường như vậy ở đây thì mình có thể giãn thêm chữ này hoặc là mình đấy mình cho nó giãn ra một chút nữa này đấy ok sau khi giãn xong các bạn có thể căn giữa trên dưới lại cho nó cứ vào giữa này thì đầu tiên mình đấy mình sẽ có một cái chữ như thế này nhá đây các bạn sẽ có mình cái chữ intro thay thổ này đúng không các bạn đừng nghĩ đúng không thì đây các bạn sẽ thấy rằng mình muốn áp dụng cho cái cái hiệu ứng chữ này nó sẽ dài bằng với cái intro thì mình sẽ kéo nó bằng với cái chữ mà này các bạn nhé Ok, mình sẽ bằng rồi, mình sẽ có một cái chữ đầu tiên là intro title nhá. Thì để áp dụng hiệu ứng thì đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng khi mới đầu thì cái chữ nó ở dưới từ từ nó chạy lên trên đúng không? Sau nó dừng lại vài giây cho nó thoát ra nó khớp với cái hiệu ứng mà mình làm lúc nãy này cái inside và outside đấy chữ à, cái video nó nó sáng nó mở dần và sau đấy nó lại sáng dần đấy. Thì mình sẽ kéo đến vị trí 2 giây nhá. Ok, ở vị trí 2 giây này các bạn thấy rằng mình sẽ nhìn vào cái chữ của mình này. Để áp dụng hiệu ứng chữ chạy lên chạy xuống này thì các bạn sẽ sử dụng cái phần motion trong bảng effect control nhá bạn nhá. Bạn nhớ chọn vào cái layer của text của mình này. Sau đấy các bạn sẽ tìm đến cái motion này và bạn áp dụng cái hiệu ứng position để mình chỉnh chú ý chú ý đây. Thì bạn sẽ key frame ở cái phần position này. sau đấy là các bạn sẽ thấy rằng ở phần 2 giây là cái chữ nó xuất hiện đúng không? Mình đã kéo về đầu tiên này. Đầu tiên đấy thì các bạn sẽ kéo ở cái trục này để cho nó cái chữ nó ở dưới nó chạy lên này. Thì mình sẽ kéo cái trục này cho chữ nó xuống hẳn dưới này. Và cho nó hẳn xuống dưới đi. Ok, sau bây giờ các bạn sẽ thấy mình sẽ play cho các bạn thấy này. Đấy đầu tiên chữ nó chạy từ từ chạy lên đấy, đến cái vị trí 2 giây 3 giây nó dừng lại đấy thì tiếp tục mình sẽ cho cái chữ nó chạy ra đúng không? Thì mình sẽ đến cái, cái vị trí 5 giây này. Đây là cái vị là cái vị trí outside đúng không? Để mình cho nó thoát ra đúng không? Thì đây các bạn lại tiếp tục bạn ký cho nó vào cái phim tạm này. Đây có nghĩa là mình đã ký ở đây cho nó dừng lại. Sau đây bạn kéo đến hết cái đoạn video của mình ở lúc nó thoát ra đấy. Đến điểm này này. Sau đấy là các bạn sẽ kéo cái trục tiếp trục này cho bạn cho chữ nó chạy lên trên nó thoát ra đấy bạn sẽ kéo cái trục này đấy bạn cho nó lên hẳn trên luôn ok thoát ra đúng không mình sẽ có một ghi phim đúng không bây giờ các bạn sẽ quay lại các bạn sẽ phát này bạn thấy rằng cái chữ của mình đầu tiên nó xuất hiện nó chạy lên này nó dừng lại vài giây này sau đấy nó thoát ra này đấy và kịp cùng với cái hiệu ứng là video nó sáng lên dần đúng không Ok thì bắt đầu là mình sẽ thấy cái chuyển động của mình này nó chưa được mượt đúng không nó chưa được truyền mượt lắm thì các bạn sẽ mở rộng cái bảng keyframe phim này mình ra một chút này Bạn thấy rằng mình sẽ có những cái keyframe phim này đúng không sau đấy bạn sẽ quyết chọn tất cả những cái keyframe phim của mình này nếu cái nào chưa chọn đúng bạn có thể giữ thêm ship bạn chọn vào nó này nó ra màu xanh các bạn nhé sau đó bạn click chuột phải này các bạn sẽ chọn vào phần tempura interpolation này các bạn sẽ chọn sang cái phần là bezier các bạn nhé để cho nó chuyển cái keyframe phim ra hiệu ứng như thế này này sau đó bạn cứ mở cho mình cái thuộc tính position ra này các bạn thấy rằng nó có những cái thành điều hướng này này À, và nó sẽ chỉnh cho cái, cái chuyển động của mình đấy đây chuyển động của mình nó rất từ từ bình thường không thì các bạn có thể cho cái điều hướng này cho cái, cái mình nó cao lên này để cho nó tự từ, từ từ bắt đầu chuyển động từ phát cho cái chuyển động của mình nó mượt hơn đấy đây gọi đây có nghĩa là các bạn sẽ chỉnh này cho chỉnh cho cái cái hiệu ứng chuyển cái khi phim mình nó từ trên bắt đầu nó cao nó xuống hẳn thấp cái là nó sẽ tạo ứng mượt nhé các bạn sẽ nhìn này mình sẽ vào đây thử này đấy nó lên nó phát rất nhanh này sau đó, nó dừng lại vài giây này thoát ra phát rất nhanh này các bạn thấy chưa đấy hiệu ứng này là nó sẽ nó sẽ là cái kiểu như vậy nhá bạn nhé à, thì ở đây mình chỉnh nhanh như vậy còn nếu các bạn nào muốn chỉnh cho nó kỹ hơn thì các bạn có thể chỉnh ở những cái thành đầu hướng này các bạn bẻ này làm sao cho nó mượt cái hiệu ứng của mình nhá ok sau khi các bạn đã chỉnh xong được cái hiệu ứng uh, chữ nó vào chữ ra thế này rồi các bạn nhìn này đấy lên này và thoát ra cùng với hiệu ứng uh, sáng chữ này đấy biến mất đây thì ở đây thì các bạn uh, sẽ tiếp tục các bạn sẽ đánh dấu nhé bạn sẽ giới hạn cho cái phần này để sau này mình sẽ thêm một cái khung này bạn thấy rằng cái intro của mình nó có một cái cái khung vuông này thì các bạn sẽ nhớ rằng là khi cái chữ nó vào đây. thì nó sẽ cái chữ nó vào bắt đầu nó chạy vào đến xuất hiện không đúng không đến lúc nó, nó, nó dừng lại để nó hiển thị đấy thì nó sẽ có cái khung và khi nó thoát ra thì cái khung nó biến mất đúng không thì mình sẽ giới hạn này thì các bạn sẽ chọn vào cái phần intro tài này bạn thấy rằng ở trên cái bảng cái phim mình đấy nếu bạn nào chưa thấy rõ thì bạn có thể mở rộng cái bảng cái phim nha bạn thấy rằng ở bên đây có hai cái đầu này có hai cái biểu tượng màu xanh xanh này này, các bạn sẽ kéo bạn bôi chọn này, đấy bạn quét đến cái phần kỳ phi của mình này, đấy và cái này bạn cũng quét đến cái phần kỳ phi của mình này, Đây bạn sẽ giữ vị trí này đúng không? đây mình sẽ bây giờ mình sẽ có được cái đấy vị trí đánh dấu thế này, bên trượt tay đầu này lên, đấy chuyển động lên khá mượt khá nhanh đúng không? sau đấy ao ra và sáng video lên, rồi ok, thì sau khi đã làm xong một cái chữ này mình sẽ còn thiếu một cái chữ đấy là cái chữ Uh, in Premiere Pro đúng không? Thì các bạn sẽ làm cái hiệu ứng này, cái chữ mô tả cho mình ở dưới đây. Thì các bạn sẽ nên copy lại cái layer text này nhá, để mình sử dụng được các hiệu ứng này cho nó cùng chuyển động với nhau cho nó mượt các bạn nhá. Có nghĩa là bạn chỉnh thế nào thì bạn sẽ chỉnh cái hiệu ứng ở cái chữ thứ hai nó giống như vậy để nó mượt với nhau nhé. Các bạn đừng có chỉnh hai cái riêng biệt thì nó sẽ bị lệch đấy và nó sẽ mất thời gian của mình. Thì để copy cái, thì để copy cái layer text này ra thì các bạn chỉ viền giữ cho mình phím Alt này sau đấy bạn kéo cái layer này lên cái vị trí bạn cần cho bạn thả ra là mình đã có một cái layer khác rồi, đúng không? Thì đây mình sẽ có được cả hai cái layer này. Đấy hai cái chữ giống nhau đúng không? Bây giờ mình sẽ đến đây mình sẽ dừng lại nhá. Và sau đấy là mình sẽ chỉnh sửa cho cái chữ này ra cái chữ khác đúng không? Thì mình sẽ chọn vào cái layer trên này, cái chữ trên này. Sau đấy các bạn sẽ chọn tiếp tục bạn sẽ chọn vào nó này. Bạn có thể bôi nó thế này như dễ này, cho mình sẽ tự động nó hiện ra cái bảng Excel um, graphic đúng không? Thì bạn sẽ di chuyển cái chữ này xuống một cách bạn kéo cái trục của nó này. Đấy bạn cho cái chữ này xuống một chút bạn xuống một phần chữ nhá để mình cho cái chữ kia nó lên trên một chút để nó cân bằng đấy nó vào đúng giữa đấy đây mình sẽ dừng ở đây thôi à, sau đấy thì mình sẽ chọn xuống cái chữ insu title này mình lại có thể bôi chọn nó này cho nó hiển thị này và cái chữ này mình sẽ cho nó lên trên một chút này đấy lúc nào hai cái chữ nó thế này đúng không ok sau mình lại chọn tiếp đến cái chữ thứ hai mà mình cần chỉnh sửa đây là cái chữ dưới này các bạn nhé chữ thứ hai đấy mình sẽ đổi nó ra cái chữ mình cần mong muốn đây mình có thể quét chọn nó này sau đấy là mình có thể chọn nó là cái chữ chẳng hạn như in premier pro đúng không mình sẽ chọn là in này ok mình có chữ là in premier pro đúng không thì các bạn cũng có thể kéo cho nó sang trái sang phải một chút cho nó vào cân vào giữa đúng không ok mà thấy nó dài thế này nó không đẹp đúng không bạn cho nó muốn vừa cái chữ trên đúng không? Thì mình lại bôi chọn cái chữ này này. Sau đấy mình sẽ có thể đổi font cho nó nhá. Ở đây bạn thể đổi font khác này. Đây mình mà làm nhanh thì mình sẽ chọn và mình sẽ đổi chữ thường thôi. Cái là một cái chữ là chữ đậm mà một chữ là chữ bình thường đấy. Ở đây mình thấy rằng nó to quá đúng không thì mình có thể giảm cái cỡ chữ xuống này. Mình cái giảm cho nó nhỏ xuống một chút. Ok. Sau đấy mình có thể di chuyển nó lùi lại cái điểm này cho nó vào giữa này. Các bạn thấy chúng nó chưa bằng nhau đúng không? Thì mình có thể giảm một cái phần giãn chữ này. Mình có thể cho cái chữ của mình này nó bớt giãn chữ đi một chút để cho nó đều với cái chữ. Ok, mình lại cho nó chỉnh cái góc nó về đây. Ok, nó đã bằng nhau các bạn nhá. Ok, bây giờ mình đã có một cái chữ thế này rồi, các bạn sẽ nhìn này. Mình sẽ play từ đầu cho các bạn thấy nhá. Đấy, bây giờ nó hai cái chữ nó cùng nhau này, nó lên này. Sau đấy thì nó thoát ra nhá đấy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình áp dụng cho một cái hiệu ứng khung đúng không thì cái ứng khung này thì các bạn có thể áp dụng cho cái chữ nào cũng được ví dụ như bạn có thể áp dụng cho cái tích trên tích dưới được cái chữ thư uh, thứ đầu tiên hay chữ thứ hai của các bạn được được nhá đây thì mình để vào đây cho mình dễ này các bạn nhìn mình sẽ áp dụng vào cái phần này thôi nhá thế các bạn sẽ chọn vào nó nhá sau đó các bạn sẽ mở cho bạn sẽ bôi cái chữ của mình đi bạn chọn vào cái chữ của mình ví dụ như mình áp dụng cái chữ này đi mình chọn nó cái chữ này sau đấy mình sẽ mở được cái bảng này ra nhá sau đấy các bạn sẽ mở nhìn xem sang cái bên uh, công cụ của mình này, mình có cái công cụ đấy là công cụ uh, Pen Tool này, các bạn sẽ mở nó ra này. Còn nếu các bạn là dùng cái bản khác thì bạn cũng có thể mở cái công cụ mình ra nha. Nó tùy thuộc đấy, ở đây nó có phần tăng Tool này. Các bạn sẽ mở nó ra này. Sau đấy là các bạn sẽ vẽ cho mình một cái hình tăng Tool này. Nó bao với cái chữ này. Đấy, các bạn sẽ vẽ nó nha. Ok, ở đây bạn sẽ có được cái tăng Tool này. Thì bạn sẽ nhìn thấy ở cái phần bảng um, cái section graphic nha bạn sẽ có cái phần shape màu này ở đây các bạn thấy rằng ở cái phần appearance này các bạn có phần màu fill màu trúc màu đổ bóng này thì ở đây màu fill nghĩa là cái màu nền của nó đấy thì mình sẽ bỏ màu fill đi nhá thì nó thấy hiện thị ra này sau đấy mình sẽ lấy cái màu sợi này là cái đường viền nhá thì ở cái đường viền này bạn sẽ tăng to nhỏ lên bao nhiêu thì mình chọn nhá ở đây mình nó để nó tầm là 6 là vừa này còn nếu bạn thích dày thì bạn có thể chọn nó dày nhá đấy thì nó sẽ thế này này đây các bạn có thể di chuyển nó lại cho nó đúng vào cái vị trí của nó đấy di chuyển cân đối này trên dưới này đấy ok độ dài móng thì bạn tùy chọn nhé ok khi bạn đã có được một cái khung rồi nhé thì các bạn chú ý này các bạn lại di chuyển cho đến mình cái độ chỗ hai giây đấy đây hai giây này các bạn nhìn rằng mình muốn hai giây có nghĩa là cái lúc đầu thì um, nó vào thì nó mới khi nào nó vào đến đây thì nó mới xuất hiện cái khung nhé còn khi nó thoát ra thì cái khung nó cũng sẽ biến mất đi rồi giờ mà chữ nó thoát ra nhé thì mình giữ ở vị trí hai giây này bạn sẽ tìm đến cho mình ở cái phần shape này nghĩa là cái hình của mình này shape một này ở trong cái phần effect control đúng không Bạn giữ vị trí hai giây nhá thì ở vị trí hai giây này các bạn sẽ ghi cho nó một cái phim ở cái phần opacity này các bạn này opacity này bạn sẽ ghi một cái phim này sau đấy bạn sẽ quay trở lại cái phần đầu tiên này để nghĩa là lúc đầu tiên nó 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 xuất hiện đấy thì các bạn sẽ cho cái phần opacity này nó xuống còn không này có nghĩa là đầu tiên nó chưa có đúng không? cho đến lúc mà nó xuất hiện cái này thì nó mới có này các bạn sẽ play thử này đấy dần dần nó lên đây đấy đến đây nó bị có đúng không đến đây nó mới xuất hiện này đấy mình giới hạn cái lúc nãy đúng không sau đây bạn lại kéo đến cái phần này này cái phần mà để nó thoát ra đấy các bạn hãy tiếp tục bạn key một cái phim tạm này ở đây đang 100 phần trăm không sau đây bạn kéo đến cái phần cuối này thoát ra hẳn đúng không bạn sẽ cho nó xuống còn không này thì các bạn sẽ thấy rằng đây mình sẽ từ đây nó chuyển động lên là dần dần nó thoát ra nó cũng mất cái khung này này nhá thì đấy nó đang là không đúng không opacity nó đang không này lên đây nó tăng dần này đấy nó xuất hiện này nhưng các bạn thấy rằng nó chưa được rõ ràng đúng không vì cái chuyển động keyframe phim mình nó chưa mượt đúng không đấy cái cái phần khung này nó vẫn đang có xuất hiện khi nó chuyển động đúng không đấy thì để làm cho nó hẳn ra này, thì các bạn sẽ lại tiếp tục bạn chọn vào cái phần keyframe phim của cái opacity này bạn nhé bạn quét chọn là giống nãy mình hướng dẫn các bạn đấy bạn quét chọn tất cả cái keyframe phim này cái nào nó chưa chọn được thì bạn có thể giữ thêm phim ship, bạn sẽ chọn vào nó này Đấy, ra màu xanh tất cả nhé Bạn lại click chuột phải, ấy. bạn sẽ chọn vào cái phần Bezier này bạn này Để nó chuyển ra cái, cái phim kiểu này đấy, cho nó mượt đấy Sau đấy các bạn sẽ mở cái bảng Opacity ra Đây, ở đây các bạn thấy rằng mình có những cái, cái, cái thanh điều hướng này đúng không? Thì đây các bạn sẽ kéo cái thanh điều hướng này cho nó làm sao nó tạo cái hướng nó mượt này Nó đến cái điểm đấy nó nó vùng lên này, Đấy có nghĩa là đây bạn sẽ kéo làm sao cho cái cái điểm đầu tiên là nó nha từ cái điểm đầu tiên đến cái điểm à, từ từ cái điểm mà nó chưa xuất hiện đến cái điểm nó xuất hiện là nó chuyển động thật nhanh để nó mượt này. nó nó, nó từ cao nó lên thấp hoặc là từ thấp xuống cao đây nó cực nhanh nó mượt đây mình sẽ play thử cái bạn này đấy đầu tiên nó không thấy này lên lên đây nó mới xuất hiện này đấy, đấy. sau nó mới rõ này sau nó ra đây này nó sẽ biến mất khi cái chữ mình đấy khi chữ nó ra là biến mất luôn các bạn nhé thì đây các bạn sẽ chỉnh càng kỹ thì nó càng đẹp bạn nhé Ok nó là như vậy sau đây cơ bản là cái hiệu ứng của mình đã xong này bạn thấy này mình đã có được cái hiệu ứng chữ nha đấy lên này sau đấy rồi nó sẽ dần dần nó nhòe đi và nó rõ cái tay của mình này và sau đấy nó sẽ biến mất và nó sẽ trôi đi này thì khi các bạn làm thế này rồi các bạn muốn hiệu ứng của mình nó thay đổi một chút thì các bạn có thể kéo cái phần text của nó lệch nhau để nó tạo hai cái chữ nó nó lệch một cái khớp một chút đấy các bạn chọn vào công cụ các bạn chọn vào công cụ selection tool nha các bạn sẽ kéo cái phần text chữ Premiere này nó lùi vào một chút này một xíu thôi. ok sau đây là các bạn sẽ play này, và thấy rằng đấy chữ nó sẽ lệch nhau đấy, sau nó sẽ lên và sau đấy nó khi nó thoát ra nó cũng cũng sẽ chậm một nhịp như này, đấy, thì cái đấy là cái hiệu ứng này thì tùy các bạn sẽ thay đổi cho nó thêm nhé thì ở đây thì cái video này thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cách làm như vậy còn nó sẽ đẹp và nó sẽ chuyên nghiệp hay không nó tùy cách chỉnh của các bạn nhé bạn có thể thay đổi cho nó nhiều cái theo mình đã từng học đấy ví dụ như bạn có thể chỉnh bằng opacity bạn có thể chỉnh cho nó lúc nó vào cái chữ nó có thể giãn 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 chữ ra hay là nó nhòe cái chữ ra cũng được hay là nó làm sao đấy thì đấy là những kiến thức mà các bạn đã được học ở những cái bài về chỉnh sửa cơ bản này đấy thì bạn có thể áp dụng nó vào và siêu tự sáng tạo của mình nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé rồi à, nếu các bạn thấy video mình hay bổ ích thì các bạn có thể đăng ký kênh để nhận các hướng dẫn và các chia sẻ mới của mình thì nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì hoặc là video mình làm chưa đúng thì các bạn có thể để lại phần bình luận. Mình sẽ khắc phục cũng như mình sẽ giải đáp nếu nó nằm trong phần kiến thức của mình. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.